Chào mừng mọi người đã đến và quay trở lại với kênh BMA Lâm Đồng. Hôm nay mình xin giới thiệu một phần mềm đã giúp mình trong 5 năm ra được số đo cử nhanh nhất, ra được cái cách tính toán nhôm nhanh nhất và tính kính nhanh nhất để hỗ trợ công việc của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu phần mềm của anh Đàm Hạnh. Thì anh Đàm Hạnh có số điện thoại ở trên đây, thì các bạn có thể liên hệ với anh Đàm Hạnh. Anh Đàm Hạnh cũng đã giúp mình cài đặt phần mềm này cho mình. Và ngày hôm nay thì mình đang ngồi với lại là một bạn tên Thắng. Bạn cũng đang quan tâm tới phần mềm này để giúp công ty bạn có thể sản xuất cửa nhanh hơn và đặt kính đồ nhanh hơn. Rồi mời các bạn theo mình để xem mình vẽ một số cửa như này của bạn Thắng. Đây là một số cửa của bạn Thắng đã có kích thước đây, và mình đã vẽ và mình trong vòng khoảng 15 phút thì mình đã ra được kích thước kính và kích thước nhôm. Đây là hệ nhôm mới là lù 55 của BMA, sử dụng ray inox thế hệ mới. Đúng không? Em vô mở dự án mới công việc này. Số 8 này đúng không? Ok, chẳng chưa? Rồi thêm vào nè. Thêm vào này. Rồi thêm vào đây. Bây giờ mình cái bộ này là bộ đầu tiên đúng không? Thì mình sẽ ghi là bộ mình sẽ xác định nó là cửa sổ hay cửa lù. Thì ví dụ như nó là cửa sổ thì mình ghi chữ S, S là cửa sổ đúng không? S là sổ, nâng cấp lock lên, S là cửa sổ, này là ký hiệu S, L, L một, tức nó là đúng không? Sổ lù bộ số 1, vị trí giả sử như nó nằm ở cái tầng nào đó thì mình ghi vô cái tầng đó, số lượng bao nhiêu bộ thì S, L số lượng bao nhiêu bộ mình ghi. Và bây giờ nhập kích thước này, đây nhập kích thước này, kích thước là 19 1190 đúng không? Kích thước vô 1190. Rồi cái này là kích thước của chiều ngang. Khi nhập kích thước chiều cao vào thì 1190 cộng kích thước chiều cao luôn của bộ cửa này. Cao ngang trước, cao sau. Ok chưa? Rồi. Bắt đầu bây giờ mình sẽ chọn cái hệ nhôm trước thì mình kích vào cái khung. Đây mình di chuột vào cái khung, kích chuột trái vào khung này. Chỉ vào cái khung, kích chuột trái vào khung rồi mình chọn hệ nhôm này. Đây nó sẽ có này. Đây hệ nhôm, kết vào hệ nhôm này thì vào hệ nhôm này có thông số này. Chọn hệ nhôm này, kết xuống đây này, đúng chưa? Và chọn tất cả hệ nhôm này, này rồi tất cả hệ nhôm thì bây giờ mình đang làm nhôm BMA hệ 55, thì giờ mình tìm BMA hệ 55 cử trượt. Đây anh thấy này, đây trượt 55, sổ trượt hệ 55, kính 7 ly kính đơn, thấy chưa? Mình làm cái này á thì lần thứ nhất mình phải xác định cái hệ nhôm mình đang làm hệ nhôm gì. Nên cái bản vẽ này chẳng hạn đây, thì đây mình xác định được cái hệ nhôm mình đang làm hệ nhôm gì. Thì mình xác định được hệ nhôm thì mình phải chọn hệ nhôm đúng cái hệ mình đang làm thì thông số nó chính xác được. Khi mình chọn được hệ nhôm rồi á, mình nhấn ok thì nó ra hệ nhôm. Và bằng cách kiểm tra, khi mình ok mình ngắt kiểm tra là cái hệ nhôm mình đang làm, nó giả sử như mã số của nó là đây, như vậy. Mã số của cây này chẳng hạn như là đây này 55601 này, thì mình chỉ vào cái nó ra này, thì mình muốn làm cái ghẹ nhôm đó thì đương nhiên cái mã số nó phải ra đúng, đúng không? Là 55601D thì mình đã là xác định là có phải ở trong cái bản vẽ của mình, ở trong cái catalog của mình hoặc trong cái sự tìm hiểu của mình có phải là 55601D không. Nếu mà nó là 55601D là mình đã chọn đúng ghẹ nhôm. Còn giả sử như nó ra cái mã số khác mà mình đang làm cái cây 55601 thì đương nhiên mình phải tìm lại nó là cái gì, sai ở từ chỗ nào đó. Sau khi mình chọn được hệ nhôm chính xác rồi, mình kích vào giữa, kích vào giữa khung luôn. Thì ở đây nó gọi là chọn hình cửa. Thì bây giờ tức là ở trong là hình cửa, ở ngoài là khung, ở trong là hình cửa. Mình kích vào đây mình chọn hình cửa thì mình là cửa lù hai cánh, thì mình sẽ tìm cái hình cửa lù hai cánh. Thì đặc biệt ở đây nó có như này, cái phần 1, 2 này, cái mục thứ hai này nó là cửa sổ và cửa đi. Thì mình chọn ở đây nó đặt cửa đi không này, đây là nó đặt cửa sổ không này, bây giờ cửa sổ không thì mình kéo mình tìm cái bộ lù, thì mình kéo xuống một chập thì nó thấy cái lù hai cánh, thấy cái mũi tên này nó lên đó, lù hai cánh thấy không? Thì trong này nó cũng có ghi tên sẵn này, sổ trượt hai cánh đúng không? Thì mình chọn vào sổ trượt hai cánh. Rồi các bạn, là tự nhiên là mình được một bộ cửa chưa, nhanh không? Tức là trong quá trình anh đang chỉ em thì mình còn bỡ ngỡ, thì có thể mình làm hơi lâu một tí, nhưng mà một riết mình quen á, mình làm vậy á thì có 100 bộ cử hay 1.000 bộ cử mình làm rất nhanh. Đó là cái ngay. Rồi mình ok rồi.
Thì bây giờ hiện tại mình đang có 6 bộ cửa lù hai cánh đúng không? Thì giờ muốn mà nhanh nhất mà mình đã chọn đúng hệ thì mình chỉ việc kích vào một cửa này và mình copy thêm. Thì có phải là một phát là mình ra được 6 bộ không? Mình thì vào mình sửa số đo thôi. Đây nè. Copy thêm 1 này, copy thêm 2, copy thêm 3, copy thêm 4, copy thêm 5, copy thêm 6. Đúng chưa? Giờ bắt đầu mình vào này. Bộ đầu tiên xong rồi đúng không? Mình vào bộ thứ hai. Bắt đầu cái bộ này là bộ lưu 2 thì mình ghi là SL2. Đúng chưa? Rồi số lượng một bộ. Kích thước chiều ngang của nó là 1793. Mình sửa 1793. Còn chiều cao nó là 2008. Thì đương nhiên mình có bộ cửa. Mình chỉ thử kích thước thôi. Giống như kiểu mình đi đo mình thấy kích thước vào là ok, ra bộ cửa đúng như kích thước mình mong muốn. Ok. Rồi tới đoạn số 3 thì mình ghi là lù 3. Lù 3. Rồi. Cái bộ này là ngang là 738. Cao là 16 1645. Và tới bộ cửa vô ok. Rồi, tiếp theo này. Ngang cái này là vào bộ thứ 5. Này là bộ thứ 4 đúng không? FL4. Mình phải sửa theo thứ tự của nó đúng không? Nhưng ngang này là 1740. Chiều cao của nó là 800. Cách này thì là mình vẽ một bộ cửa và mình tính nhôm trong vòng có 30 giây một bộ cửa. Đúng không? Cái này rõ ràng đang là 30 giây một bộ cửa. Mình cái thứ kia, mình thay đổi cái này. Này là bộ lù 5 đúng không? FL5. Đúng không? Là ký hiệu. Rồi mình bộ này là SL5 là ngang là 893. Cao là 1238. Ok. Xong tiếp bộ nữa. Rồi, tới bộ thứ 6. SL6. SL6 là 722. Cao là 1623. Ok. Yeah. Và đặc biệt cái điều thú vị ở đây em muốn nói là sao? Giả sử như mình đã copy cái bộ số một này xuống đây là mình đã chọn hệ số nhôm nhưng mà nó khác về mẫu. Thì bây giờ mình cứ ghi là bộ này là bộ số 7 đúng không? Cứ ghi SL7 đi cái đấy. Việc đầu tiên là mình phải đặt cái tên cho nó SL7. Rồi số lượng là một bộ, chiều ngang của nó là 2390. Chiều cao nó là 1745. Đúng chưa? Thì sau khi nhập cái thứ chiều cao thì mình chọn chọn cái mẫu cửa khác, thay vì đây là hai cánh thì mình sẽ kích vào đây, kích vào giữa cái này đó. Thì bây giờ mình chọn thay vì hai cánh thì bây giờ cái bộ này của mình bốn cánh thì mình cũng là chọn cửa sổ, kích ra là sổ này, xong mình chọn cái mẫu cửa lùi bốn cánh đúng không? Thì đây nó có nè, cửa sổ trượt bốn cánh, cửa sổ trượt bốn cánh đúng không? Thì mình ok mình kích vào nó đúng chưa? Đây là bốn cánh chưa? Mà vẫn đúng hệ nhôm, vẫn đúng con số. Thay vì mình nó còn nhanh hơn cả vẽ tay, phát thảo tay còn không nhanh bằng nó. Và mình ok. Sau đó thì mình sẽ nhìn lại này. Trong vòng 7 bộ cửa mà mình làm chưa được 5 phút, mình đã được 7 bộ cửa. Ở dưới đây có hai ô chết nữa. Thì có thể mình nhập vào hai ô chết vào đây. Nhập thêm hai ô chết vào. Ví dụ như một ô như thế này và ô này mình thêm mới vào. Thêm mới này. Này là giả sử như ô kính này là ô kính một đúng không? Thì mình sẽ chọn là fit 1, chẳng hạn mình ghi chữ S1 tức là ô kính fit số 1. Vị trí ở đâu thì mình không biết nhưng mà đại loại là chiều ngang này là 2m39, mình đặt vô 2390. Và chiều cao là 850 đúng không? Rồi đây là mình có chiều cao. Ngang, rồi kích vào đây, kích vào khung, mình chọn. Giả sử như mình chọn vào đây là chọn hệ số nhôm này đúng không? Thì bây giờ mình chọn, mình phải tiết chọn này. Nó là vách kính thì đương nhiên mình phải là vách kính. Vách kính fit đúng không? 3209. Vách kính đầu tiên. Mình vách kính đúng không? Không phải PMA không? Thì bây giờ anh nói luôn nè. Khi cái việc đầu tiên em đi tìm á, tìm nó là cái cây gì, nó là cái hệ gì. Thì việc đầu tiên của em đi tìm á là em đừng có lướt chuột vội, mà em phải đọc từ trên đọc xuống. Đôi lúc cái cây của mình nó tìm nó nằm ở trên cùng mà mình cứ kéo xuống nó qua mất tiêu rồi,
mình không đọc thì mình sẽ không tìm được nó. Mình cứ kéo xuống mãi xuống mãi xuống mãi xuống mãi thì không thấy nó đâu hết, tại vì nó nằm ở trên cùng. Thì điều đầu tiên khi mình chọn thì mình phải nhìn từ trên nó là cái gì. Thì đây đây mình nhìn tiếp này, tức là nhôm BMA, nhà cung cấp nhôm BMA đúng không, hệ nhôm vách hệ 55, thì đương nhiên nó là cái vách rồi. Thì bây giờ mình xin pha, tức là trong BMA nó có nhiều hệ nhôm vách hệ 55, thì nhiều hệ nhôm thì đúng, mình chọn cây là 3209 của nó, hệ 55 thì mình chọn một cái là đúng của nó, thì mình ok nó sẽ ra cây vách tính, đúng chưa. Và nó có kích thước tính thì tính ở trong. Giả sử như trên này mình sẽ chia thành ba cái đố hay là bốn đố hay hai đố, thì mình chọn đây là dành cho những đố. Như đố mà có hai cái đoạn gạch như thế này là đố ngang, và đố ngang này là để dùng để tắt, còn đố này đố đứng dùng để tắt, còn đố ngang này là đố ngang chi nhưng mà không tắt, đố ngang đứng nhưng không tắt. Thì bây giờ cái vách kính này của mình là không tắt thì mình sẽ chọn là không tắt, thì cái đố đứng không tắt. Thì bây giờ cái đố này mình chia thành một đố hay là bao nhiêu đố đó là tùy mình. Nhưng khi mình thả cái đố vào xong thì mình kết vào lại chuột lại này, mình thả cái đố vào xong này, thì bây giờ 2390 mình chia đôi ra, 2390 mình chia đôi ra là tức là 1195, thì mình nhập thông số đây là 1195, 1195 thì làm cái đố nó chia đôi ra cho mình 1195, 1195 mỗi bên. Ok, thì đương nhiên nó ra được cái vách. Và cái hay của cái này á, thì bây giờ mình sẽ vẽ một điều bất kỳ trên cái này. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái gì bất kỳ, mình thêm mới một cái gì bất kỳ. Giả sử như mình làm cứ đi chẳng hạn, thì mình sẽ cứ đi thì mình dùng mình ký hiệu là D, có thể D1, D2, D3, D4, D5 hoặc là D tập về nhà vệ sinh gì đó, mình ký hiệu trên này. Thì bây giờ anh sẽ vẽ, anh đang giả dụ vẽ một bộ cứ đi. Ví dụ như D1 đi chẳng hạn, mình D1. Được chưa? Vị trí như là lầu 2 đi chẳng hạn, thì mình là lầu cách 2. Thì nó là lầu 2. Số lượng một bộ chiều ngang thông thường của cái ly là 940 đúng không, và chiều ngang là tầm khoảng chiều cao là khoảng 2200. Rồi anh cứ chọn này, anh cứ cho đúng kích thước rồi, nghĩa là nhập đúng kích thước vào đã, sau đó cấp độ khung khung thì dường thường cái cửa đi thì nó không có cái chân ở dưới, thì bắt đầu mình lắp này và chun này, thì mình chọn chun này và nó mở hở chân ra, nó có ghi là mặt chân khung cửa đi, mặt chân khung cửa đi. Thì giả sử ở đây khi mình kết vào đây thì nó có hai cái là hở nền, hở nền. Giả sử như mình muốn hở lên 5 ly thì mình chọn là 5, nhưng mình muốn hở là một phân thì mình chọn là 10, nhưng mà mình muốn âm nền xuống một phân thì mình ấn dấu trừ 1 thì tự động cửa nó sẽ âm xuống. Và cái này thì mình sẽ giải thích bây giờ luôn này. Bây giờ em kích vào khung, em chọn hệ số hệ hệ nhôm này. Bây giờ mình chọn hệ nhôm thì bây giờ tất cả này, tất cả hệ này bây giờ nó là cửa đi hệ 55 đúng không? Đây em cứ chọn cửa đi hệ 55 đi này, hệ cửa đi hệ 55 thì ở ngoài nó có hai cái hở nền âm nền, nó có ghi sẵn rồi. Thì giờ hệ nếu như mình làm âm nền thì mình chọn vô âm nền này, cửa đi nó âm nền này, được chưa? Rồi mình kích vào giữa, mình chọn hướng cửa, chọn hình cửa, rồi kích vào đây. Thì mình làm cửa đi không thì đương nhiên nó chỉ ra cửa đi này. Vậy tại đây nó có thì có bốn cái hướng, thì mình xác định bằng cái bản vẽ. Giả sử như là người ta kêu là cửa mở vô trong sang trái, thì bây giờ mình cũng đọc là cửa mở trong sang trái, thì mình chọn cửa mở trong sang trái. Ok, đây là cửa, đây cửa mở vào trong, bạn lề nằm bên trái đúng cái hướng này, cửa mở vào trong bạn lề. Thì lúc nãy mình đã có chọn đó là mình kết vào cái khung này đi, kết vào cái khung ngoài cùng đúng không, kết vào cái khung. Thì lúc nãy là mình chọn âm 10, mà giả sử như bây giờ mình không muốn âm 10 mà mình âm cho nó là 1/7 chẳng hạn, thì mình ghi là âm 1.7, thì cửa này nó sẽ kéo xuống âm 1.7 đó. Mà mình muốn nó hở nền lên thì mình cũng kích vào khung, và mình hở nền lên thì mình dùng là một này, tức là cửa hở nền lên một phân. Bây giờ mình kích vô giữa lại đi, vô giữa lại. Giả sử như cửa mà mình là mở ngoài bản lề bên phải đúng không, thì mình kích vào lại đó, mình chọn tiếp hệ, mình chọn cửa đi. Rồi bây giờ mình tìm này, cửa đi cái là một cánh mở ngoài sang phải, thì mình chọn một cánh mở ngoài sang phải. Rồi ok, có phải không, mình nhìn này, từ ngoài mình nhìn vào khi cái cánh này có dấu hiệu này, cửa nằm trong á
thì cánh này thuộc nằm ở sau cái khung, thì có cái khung hình ở trong nó đè, nó bị khung đè lên. Nhưng mà khi kính mở ngoài á thì là cái cánh nó đè lên cái khung. Thì các bạn vẽ này nó cũng đơn giản là khi mở trong thì cánh cái nét đỏ này nó là những nét đất. Và thứ nhất, thứ hai á, là cái khung nó đè lên cái cánh để thể hiện là cái khung nằm ngoài, cái cánh nằm trong thì cửa mở vào trong. Còn bây giờ cửa mở ngoài á, thì khung nó sẽ bị cái cánh đè lên. Đây cái chi tiết là nhìn rõ nhất mà, chi tiết góc clip này nhìn rõ nhất dưới này đó. Và cái thứ ba nữa là sao, cái nét đỏ này là nét liền. Còn cái thứ tư nữa này, em để ý nhé, bạn vẽ thông thường bạn vẽ đúng á thì cái góc nhọn á, góc nhọn chỗ này này là bên lề, và hai góc lớn, cái góc lớn bên này này là bên khóa. Anh thấy nhiều người ta vẽ bạn vẽ rất là bị ngược rồi sao, khi mà đưa vào bạn vẽ ta đọc ngược cái là cái góc nhọn là bên khóa, người ta cứ tưởng là cái góc nhọn là khóa, cuối cùng người ta làm lại ngược hướng. Khi mà đột khóa ta làm lại ngược hướng. Cái quy định bản vẽ là góc nhọn luôn luôn là góc bên lề, và góc lớn luôn luôn là góc bên khóa. Thì mỗi phần mềm người ta làm một cách khác nhau, nhưng mình đang sử dụng phần mềm này, mình phải hiểu phần mềm này. Đó, thì bây giờ mình đây, cửa đi một cánh mở ngoài sang phải, có phải là cửa đi một cánh mở ngoài không, bản lề bên phải không? Đó, mình ra. Thì bây giờ mình cứ ok đi. Ok, rồi, đây là một ví dụ về một bộ cửa đi nha. Nó có thể là mình cũng có thể mình vô lại đi, vô lại cái bộ này mình kích hai cái vô, kích cục trái hai phát vào, thì mình có thể mình kích vào giữa, mình có thể mình chọn cái hình cửa này, hình cửa này mình chọn này, thì mình chọn cái này là cửa đi, thì nó không phải là nó chỉ có là một cánh không, mà nó có thể là hai cánh chẳng hạn. Thì trên này nó có thể hiện này, hai cánh đi mở trong, hai cánh đi mở ngoài, đó nó có thể hiện mà, hoặc là ba cánh đi, đúng không, thể hiện hết. Thì cái này thì mình qua mình chọn cái hình cửa đi thôi. Thì ở đây là anh Hạnh đó, anh đã vẽ tất cả những cái hệ cửa đi nào nó có thể xảy ra khi mà để làm cửa. Thì khi anh đã vẽ tất cả này rồi á thì mình chỉ việc mình là kích và mình chọn thôi, nó rất là nhanh, không như những phần mềm khác là mình phải tối ưu hóa nó bằng cách là mình phải tự mình làm. Chỗ này mình chọn được thôi, mình tự mình chọn thôi. Ok, tới theo mình làm cái cửa sổ đi. Này là giả sử có một bộ bốn cánh, một bộ một cánh, một bộ hai cánh thì cửa đi là mình ok rồi đúng không? Vào đây mình thêm mới cái này, mình làm một bộ cửa sổ đơn giản chẳng hạn. Cửa sổ đơn giản giả sử như là mình vẽ cửa sổ là giống như S1 là một bộ cửa sổ đi. S1, bộ cửa sổ. Bây giờ mình có cái bộ S1 là ngang tầm khoảng nhân 1.3. Ngày cao bộ cửa sổ tầm khoảng nhân 1.7. Cái này sẽ mình muốn bây giờ này. Mình khi mà mình xem chủ nhà á, giả sử như mình đi đo, chủ nhà yêu cầu là hai chết cửa hai cánh như thế này chẳng hạn, mình đi đo này, nó có một cửa hai cánh là ngang 1.003, nhưng trong mình đang giới thiệu nha, cao là 1.006, 1.007 gì đó. Mà chủ nhà người ta sẽ có nhiều trường hợp, giả sử như người ta muốn ở trên cái hất và dưới là cửa sổ hai cánh đúng không, hoặc là người ta muốn là ở trên là office, ở dưới là cửa sổ hai cánh, nó có nhiều trường hợp xảy ra, cũng là 1300, 1700. Hoặc là ví dụ như người ta muốn là ở trên là ô tiếp, ở dưới là cửa sổ lùi hai cánh. Thì tùy vào cái nhu cầu của khách hàng của mình thì mình mới thay đổi ở trên cái hình vẽ. Thì bây giờ giống như anh thay đổi ba cái này nè. Anh thay đổi rất là nhanh như vậy. Thứ nhất cái yêu cầu đầu tiên đi. Thì bây giờ thứ nhất là mình chọn cái hệ nhôm trước. Mình cấp vào khung. Mình chọn hệ nhôm nè. Thì tất cả hệ nhôm nè và mình chọn này. Nó sẽ có cái này, cửa sổ mở quay 3203. Rồi ok. Thấy chưa? Và ở trên này có hất. Thì cái trường hợp hất như thế này á thì mình chỉ cần phay cái đố. Thì mình chọn là đố liền. Trường hợp đầu tiên là mình sẽ chọn phay cái đố, mình làm đố liền nha. Trường hợp đầu tiên này. Phay cái đố chọn đố liền nè. Thì bây giờ là cái này là tim của đố. Bây giờ giả sử tim của đố, mà tim đố này mình muốn là 300, 400, 500, giả sử như người ta yêu cầu ở đây á là cái bốt này là 400 chẳng hạn, thì mình kích vào đây, kích vào trên mình chọn 400, thì phần mềm đã chia sẵn cho mình 400 thì dưới còn 1.300, và mình chọn hệ cửa, mình kích ô trên, mình chọn giả sử như cửa hất thì mình chọn cánh cửa hất đây, còn ở dưới mà là cửa mở hai cánh thì mình kích vào đây mình chọn cửa mở hai cánh. Đó, ok, nó ra như thế này. Rồi, ở dưới đây mình sử dụng cái đố động. Còn nếu như trường hợp ở đây mình không sử dụng cái đố động, mình sử dụng cái đố T chẳng hạn,
thì mình sẽ chọn cái đố T. Nên nó có cái đố T đây. Đó thấy không, đố T thì khoảng độ hở ở giữa nó sẽ to hơn cái khoảng độ giữa của cái đố đọc. Nó là hai cánh hay một cánh, giả sử như một cánh thì nó chỉ có một cái hình nhỏ như thế này. Mà hai cánh thì nó hình hai bên lớn này. Ba cánh thì nó hình ba ô này, bốn cánh thì nó hình bốn ô này. Bây giờ mình đang vẽ cái bầu cử hai cánh thì mình nhìn như là nhìn một khoảng hai cánh không gian như thế này thôi. Đúng không? Mình tìm thì mình ví dụ như khoảng không gian hai cánh bên này, giờ bên này. Nó giữ sử dụng này. Đố T này, đố T này, đố T này, đố T này, thấy không? Đố T này. Nhưng mà đố T một trái một phải nó khác. Đố T hai cái hất nó khác. Đố T một hất một quay nó khác. Thấy chưa? Thì mình đang chọn là đố T hai cái hất một trái một phải thì mình chọn cái đố T một trái một phải. Còn đố T mình sử dụng không sử dụng đố T mà sử dụng đố động thì mình sẽ nhìn là cửa sổ mở hai cánh trên đố động. Thông thường người ta sử dụng đố động nhiều hơn đố T. Rồi ok. Nó có phải khe ở đố động nó nhỏ hơn khe ở đố T không? Rồi ok một cái đây nha. Rồi mình bắt đầu cái này bây giờ mình qua bài đi. Mình tiếp một cái khác tiếp vô cái khung này. Cái quá trình mình làm lộn mình đi ra mình xóa thì nó lâu. Quá trình mình làm lộn mình ra mình xóa thì nó lâu. Thì bằng cách là mình vào được cái khung này kích lạnh từ đầu. Bây giờ ra rồi. Rồi. Kể chưa?